hướng dẫn quan sát các chòm sao, các vật thể sâu, các hành tinh và các sự kiện thiên văn học đáng chú ý trên bầu trời đêm tháng 7 năm 2021. Các pha mặt trăng. Ngày 2 tháng 7, trăng hạ huyền. Mặt trăng sẽ có hình dạng bão nguyệt và mọc từ 6 nửa đêm. Những ngày quanh ngày này là thuận lợi nhất để quan sát mặt trăng qua kính thiên văn hay ống nhòm. Các miếng hổ trên mặt trăng sẽ xuất hiện rõ trên bề mặt của vệ tinh tự nhiên này. Ngày 10 tháng 7, trăng mới. Mặt trăng sẽ xuất hiện cùng phía với mặt trời và sẽ không hiện diện trên bầu trời đêm. Đây là thời điểm tốt nhất để quan sát các vật thể mờ như các thiên hà hay các cụm sao bởi vì không có sự lấn át của ánh trăng. Ngày 17 tháng 7, trăng thường huyền. Mặt trăng sẽ có hình dạng bão nguyệt và xuất hiện ở thiên đỉnh vào đầu buổi tối, sau đó lặn dần về phía tây. Những ngày quanh ngày này là thuận lợi nhất để quan sát mặt trăng qua kính thiên văn hay ống nhòm. Các miếng hổ trên mặt trăng sẽ xuất hiện rõ trên bề mặt của vệ tinh tự nhiên này. Ngày 24 tháng 7, trăng tròn. Mặt trăng sẽ ở vị trí xung đối và bề mặt của nó sẽ phản xạ tối đa ánh sáng mặt trời về phía trái đất. Lần trăng tròn này được biết đến bởi các bộ lạc bản địa cổ ở Mỹ với tên gọi là trăng hươu, bởi vì những chú hươu đực bắt đầu mọc sừng mới vào thời điểm này. Và theo lịch âm, ngày này là ngày rằm tháng 6. Ngày 31 tháng 7, trăng hạ huyền. Mặt trăng sẽ có hình dạng bão nguyệt và mọc từ 6 nửa đêm. Những ngày quanh ngày này là thuận lợi nhất để quan sát mặt trăng qua kính thiên văn hay ống nhòm. Các miếng hổ trên mặt trăng sẽ xuất hiện rõ trên bề mặt của vệ tinh tự nhiên này. Bầu trời đêm luôn là một bữa tiệc thiên văn kỳ thú. Hãy khám phá những điều kỳ diệu từ ngay sân sau nhà bạn. Truy cập website vậtlythiênvăn.com để tìm hiểu thêm nhiều điều bổ ích. Vật lý thiên văn, chia sẻ niềm đam mê.